từ hạt nhân nữa. Khi chúng ta nhìn vào các proton thì các proton nó như là các trục nam châm, nó mang điện tích và nó xoáy từ xoáy quanh trục của nó. Cái điện tích của proton mang là điện tích dương. Các proton nó xoáy quanh trục của nó thì chuyển động xoáy quanh trục này được gọi là chuyển động spin, từ xoáy quanh trục. Và có một cái đặc điểm thứ ba của cái proton này, đấy là nó sắp xếp ngẫu nhiên ở trong môi trường tự nhiên. Nghĩa là nó có thể xoáy theo mọi hướng bất định, nó không có một cái hướng nào là cố định hết. Khi chúng ta đưa bệnh nhân vào trong máy cộng hưởng từ, khi dưới tác động của từ trường của máy cộng hưởng từ, các proton này nó sẽ sắp xếp theo cái trục của từ trường. Và nó sẽ sắp xếp theo hai trạng thái đối nghịch nhau. Những cái proton nào có năng lượng thấp thì nó sẽ có xu hướng sắp xếp thuần theo cái hướng của từ trường, và những cái proton nào các bạn chờ một chút thì máy của tôi nó bị tôi sẽ chiều lại. Này, thì như tôi nói là các proton nó sẽ bị sắp xếp dọc theo cái trục của từ trường của máy cộng hưởng từ. Lúc này nó không còn được sắp xếp một cách ngẫu nhiên theo mọi hướng nữa, mà nó sắp xếp dọc theo cái trục. Nhưng mà ở hai trạng thái năng lượng khác nhau, proton nào nó có trạng thái năng lượng thấp, nó sẽ sắp xếp theo cái hướng của từ trường. Thì những cái proton này nó sắp xếp theo cái hướng của từ trường. Còn những cái proton nào nó có năng lượng cao thì nó lại có xu hướng ngược chiều với từ trường. Như vậy hai hướng nó đối nghịch nhau. Anh nào thuận chiều, anh nào năng lượng thấp thì nó bị hướng theo hướng của từ trường. Anh nào có năng lượng cao thì nó lại ngược chiều của từ trường. Và giống như là những cái anh mà trong cái chuỗi về những anh mà đi ở trên mặt đất vậy, thì cái trạng thái nào mà tốn ít năng lượng hơn thì nó sẽ có nhiều người tham gia hơn. Ví dụ như đứng bằng hai chân thì lúc nào cũng dễ dàng hơn là trong cái chuỗi. Tương tự như vậy, các proton thuận chiều từ trường thì luôn luôn nhiều hơn số proton ngược chiều từ trường. Và cái tỷ lệ này là 7 proton trên 10 triệu. Và khi chúng ta phát sóng á, thì cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi. Các bạn hỏi là tỷ lệ này nó như thế nào? Thì từ từ sẽ nói. Bây giờ chúng ta nhìn vào từng cái proton á, chúng ta thấy ngoài cái chuyển động nó từ quái tranh trục của nó, thì bây giờ nó xuất hiện thêm một chuyển động nữa là cái trục của proton này nó đảo quanh cái trục của từ trường. Em thấy không, cái hồi là nó từ xoáy quanh trục của mình thôi, còn bây giờ cái chuyển động thứ hai nó xuất hiện là chuyển động đảo này là cái trục của proton nó đảo quanh cái trục của từ trường. Và chính cái này là cái yếu tố quan trọng để tạo nên tín hiệu của cộng hưởng từ sau này.
và các cố tông nó đào này theo một cái tần số tỷ lệ thuận với tần số đào, tỷ lệ thuận với cái độ lớn của từ trường theo cái công thức Lamoille như thế này. Công thức ở góc trên này thì công thức này là tần số đào của từ trường sẽ bằng hệ số hồi chuyển từ nhân với độ lớn của từ trường. Như vậy máy từ trường càng lớn thì proton này nó đào càng cao, thì hệ số hồi chuyển từ này là một hằng số là bằng 42,5 MHz trên Tesla. Thì cái chuyển động của cái proton này nó tương tự như là chuyển động của cái con vù vậy. Thì khi chúng ta kéo con vù, chúng ta xoay ngày thì cái con vù nó xoay tròn trên cái chuyển động. Có hai cái chuyển động. Cái chuyển động thứ nhất là chuyển động từ quay quanh trục của nó. Và chuyển động thứ hai là chuyển động của cái trục của con vù xoay quanh cái trục của trái đất, của cái trọng lực. Chúng ta phân tích cái chuyển động của các proton này trên mặt phẳng không gian ba chiều, chúng ta thấy nó sẽ có hai thành phần. Một thành phần là hình chiếu ở trên trục Z và một thành phần là hình chiếu trên mặt phẳng SE. Thì thành phần trên trục Z chúng ta gọi là FZ, và thành phần hình chiếu trên mặt phẳng SE chúng ta gọi là FSE. Thì FZ và FSE là hai cái lực, hay chúng ta gọi là hai cái vector. Thì theo cái phép toán vector, chúng ta thấy cái vector tổng của các proton này, cái điện tích của proton này là F. F tổng thì nó luôn bằng FZ cộng FSE. F luôn luôn bằng FZ cộng FSE. FZ là cái hình chiếu ở trên trục Z màu đỏ như thế này, còn FSE là cái hình chiếu của vector trên mặt phẳng SE. Bây giờ chúng ta nhìn vào từng cái mặt phẳng. Đầu tiên là hình chiếu trên trục Z, thì chúng ta biết rằng các proton nó sắp xếp thuần theo chiều của từ trường, nhưng mà sắp xếp ở hai trạng thái khác nhau, thuần chiều hoặc ngược chiều. Và chúng ta cũng biết là số proton thuần chiều luôn luôn lớn hơn số proton ngược chiều. Do đó cái vector tổng trên trục Z là một số dương và có hướng thuần theo cái hướng của từ trường như thế này. Thì là FZ và có hướng là bằng theo cái hướng của cái máy, cái từ trường của máy. Còn FSE thì thế nào? Trên mặt phẳng SE, các proton nó chuyển động bằng khắp bốn độ theo nhiều pha khác nhau, nên trong bất kỳ thời điểm nào thì các proton này nó cũng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Vì chúng ta dừng các vector này ở một cái thời điểm bất kỳ, thì chúng ta thấy luôn luôn có các vector nó ngược chiều nhau và nó triệt tiêu nhau. Và chúng ta biết
các cái vector mà nó có hướng ngược nhau sẽ nó triệt tiêu như thế này. Và trong cơ thể chúng ta có hàng tỷ cái proton như thế này thì nó sẽ triệt tiêu nhau hết. Và kết quả là FSE nó luôn luôn bằng không. Bây giờ chúng ta bắt đầu phát các chuỗi sóng để chụp cộng hưởng từ. Nghĩa là chúng ta phát các sóng radio. Thì sóng radio đấy là những cái sóng điện từ, nó có tần số của tần số radio nên chúng ta gọi là sóng radio, gọi là sóng RF, người ta gọi là radio frequency, nghĩa là những cái sóng có tần số của radio. Thì những cái sóng có tần số radio này sẽ có cái chức năng gì? Nó sẽ cộng hưởng với các proton. Thì các proton nó đảo theo cái tần số của công thức Lamoa đấy, tỷ lệ thuận với cái độ lớn của từ trường. Bây giờ chúng ta phát một cái sóng radio có cùng tần số với cái sóng radio ấy thì nó sẽ ra hiện tượng cộng hưởng. Và sóng radio nó sẽ truyền năng lượng cho các hạt nhân proton. Và các hạt nhân proton nó sẽ nhận năng lượng để chuyển lên trạng thái năng lượng cao. Nghĩa là khi nó thuận chiều từ trường, bây giờ nó sẽ nhận năng lượng để chuyển sang trạng thái ngược chiều từ trường. Nghĩa là những anh nào đang đi bằng hai chân thì bây giờ chuyển ngược lại thành trong cái chuỗi. Và cái số lượng hay là cái tỷ lệ 0.07 này của những hạt nhân proton mà nó chuyển từ trạng thái thuận chiều sang trạng thái ngược chiều này, nó sẽ tỷ lệ thuận với cái thời gian mà chúng ta phát sóng radio và cái cường độ của sóng radio. Nghĩa là chúng ta phát càng lâu, cường độ sóng càng mạnh thì số proton nó chuyển sang hướng ngược chiều càng nhiều. Và tỷ lệ để có thể là không phải là 0.07 mà thể nhiều hơn đến khi cái vector mà chuyển hàng sang vector tổng, mà chuyển hàng sang hướng ngược lại luôn. Và khi chúng ta tắt xong thì các proton mà nhận trạng thái năng cao nó sẽ trở về ngược lại, chúng hồi chúng ta sẽ nói. Và nếu chúng ta chờ thì nó sẽ trở về hết và tỷ lại trở về cái tỷ lệ 10.00007 đấy, trên 10 triệu lại. Thì bây giờ nói về tác dụng sóng RF, sóng radio này. Thì sóng radio này nó có hai cái tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất như thôi chúng ta nói là nó chuyển các trạng proton ở trạng thái năng lượng thấp sang trạng thái năng lượng cao. Và cái tác dụng thứ hai là nó làm cho các proton nó chuyển động cùng pha với nhau. Hồi nãy chúng ta thấy các proton nó chuyển động lệch pha, chạy lộn xộn hết. Thì bây giờ các proton nó bắt đầu chuyển động cùng pha. Thì người ta ví cái sóng radio này nó giống như cái roi của cái người xiếc thú vậy. Lúc đầu thì các con thú, nghĩa là các proton nó chạy mỗi người một cái mỗi hướng hết lộn xộn. Thì bây giờ có cái roi điều khiển, nó làm cho các con thú này nó đi theo nhịp nhàng theo cái nhịp điệu của cái roi. Thì giống như các proton vậy, nó bây giờ nó đảo theo cái pha của cái sóng radio. Nhớ như vậy, sóng radio này sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất, truyền năng lượng để chuyển proton từ trạng thái năng lượng thấp sang trạng thái năng lượng cao. Và cái thứ hai là làm cho các proton nó chuyển động cùng pha với nhau. Như vậy, sóng radio với hai tác dụng như thế thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả gì? Cái thứ nhất là nó truyền năng lượng và chuyển các proton ở trạng thái năng lượng thấp, ngược trạng thái thuận chiều từ trường, qua trạng thái năng lượng cao, ngược chiều từ trường. Thì lúc đấy, ví dụ ban đầu chúng ta thấy có 2, 4, 6 cái vết proton, cái mũi tên màu đỏ nhỏ này, nó hướng theo thuận chiều từ trường. Như vậy vector tổng của nó là màu vàng như thế này. Bây giờ chúng ta phát sóng radio làm cho các vector nó chuyển qua hướng ngược chiều từ trường. Thì lúc đấy
Ví dụ như chúng ta chuyển hai proton qua ngược chiều từ trường thì hai proton bên này nó sẽ triệt tiêu về hai proton bên kia, và kết quả là cái vector tổng thì một tên màu vàng nên nó sẽ giảm. Hay nói một cách ngắn gọn là khi chúng ta phát sóng radio theo vector tổng trên trục giác nên nó sẽ giảm, hình chiếu trên trục giác nó sẽ giảm. Còn hình chiếu trên trục ngang trên mặt phẳng SI thì như thế nào? Ban đầu các proton nó đảo một cách lộn xộn hết, nên cái hình chiếu của vector trên mặt phẳng SI là bằng không. Bây giờ có sóng radio nó làm cho các proton nó chuyển động cùng pha với nhau, giống như các con thú nó chạy. Vì khi cùng pha với nhau thì nó sẽ không triệt tiêu tín hiệu nhau nữa, mà ngược lại tín hiệu nó sẽ được cộng dồn lên, và kết quả hình chiếu trên mặt phẳng SI nó sẽ tăng lên. Như vậy nói một cách khác là khi chúng ta phát sóng radio thì hình chiếu trên trục giác FZ nó sẽ giảm, và hình chiếu trên mặt phẳng SI FSI sẽ tăng lên. Hay nói một cách khác là vector tổng nó đã đảo một góc từ cái vị trí trục giác sang gần phía mặt phẳng SI, và như vậy thì góc đảo này nó sẽ tỷ lệ thuận về số lượng proton mà chúng ta chuyển từ vị trí thuận chiều từ trường hay là vị trí từ trường thấp sang vị trí ngược chiều từ trường và vị trí từ trường năng lượng cao. Thì tùy thuộc vào cường độ sóng, tùy thuộc vào thời gian phát sóng radio mà chúng ta có thể chuyển cái số lượng proton này nhiều hay ít, hay là thông qua đó chúng ta thay đổi cái góc đảo này, còn cái góc đảo này chúng ta gọi là góc lật, flip angle. Thì trong máy cộng tư khi các anh chị chụp các anh chị thấy có một cái thông số là flip angle đấy, các anh chị có thể thay đổi được. Thì khi nó thay đổi cái flip angle này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ, thời gian hồi phục TR, TE, rồi thời gian thu tín hiệu, rất là nhiều cái. Thì flip angle chính là cái góc lật mà cái vector tổng nó đảo từ trục giác về phía trục SI. Thì vector tổng này nó có thể bằng 90 độ, cái góc lật đấy có thể bằng 90 độ khi cái vector tổng nó chuyển qua hàng mặt phẳng SI luôn, hoặc nó có thể bằng 45 độ khi nó chuyển một nửa, hoặc có thể bằng 30 độ, hoặc có thể bằng 60 độ, ví dụ nó tùy thuộc vào cái thông số chúng ta cài đặt. Thầy ơi, rồi hắn có thể bằng 180 độ được không thầy? Đấy là khi phạt xong. Đấy là khi chúng ta phạt sóng. Vậy khi chúng ta tắt sóng thì chuyện gì xảy ra? Khi chúng ta tắt sóng thì sẽ xảy ra hai hiện tượng tương tự như khi chúng ta phạt sóng vậy, nhưng mà hướng ngược lại. Nghĩa là sao? Trạng thái năng lượng cao bây giờ nó sẽ trả năng lượng ra bên ngoài thì nó quay trở lại trạng thái năng lượng thấp. Thế như cái thứ hai là các proton nó đang chuyển động cùng pha với nhau, bây giờ nó sẽ lộn xộn đi vì không còn cái sóng radio điều khiển nữa, không còn cái người siệt thủ điều khiển nữa, thì các proton bắt đầu nó chuyển động với các cái pha lộn xộn hết. Và khi nó chuyển động cùng với các cái pha lộn xộn như thế thì cái tín hiệu của nó sẽ triệt tiêu nhau. Thì như vậy và một cách khác là khi chúng ta tắt cái sóng radio, hình chiếu trên trục giác nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, và hình chiếu trên mặt phẳng SI nó sẽ giảm về không. Để các bạn thấy như trên hình đấy, thì cái hình chiếu lên trục giác là màu đỏ, nó sẽ tăng dần lên. Hình chiếu trên mặt phẳng SI là màu vàng, nó sẽ giảm dần xuống. Ban đầu chúng ta gọi là hình tượng thứ chuỗi dọc hay là thứ dạng dọc hay hiện tượng hồi phục dọc. Còn hiện tượng mà vector SI nó hình chiếu trên mặt phẳng SI nó giảm về không, chúng ta gọi là hiện tượng thứ dạng ngang
hay là thứ dùi nhang, hay là hiện tượng thoái triển. Thì cái thời gian để cho cái vector từ hỏa dọc nó trở về, chúng ta gọi là thời gian T1. Cái thời gian để cái vector trên mặt phẳng SI nó trở về bằng 0, chúng ta gọi là thời gian T2. Và về mặt quy ước, người ta quy ước cái thời gian T1 á, là lúc mà cái vector trên trục giảm được hồi phục được 63% so với cái trạng thái năng lượng ban đầu. Còn cái thời gian T2 của chất á, là khi mà cái vector nó giảm về còn 37% so với cái trạng thái năng lượng tối đa của nó. Cái này là quy ước. Như vậy ngay đây các bạn nhớ cho, thời gian thứ dù dọc là thời gian cho vector trên trục giảm nó trở về trạng thái ban đầu. Còn thời gian thứ dùi ngang là thời gian để hình chiếu mà phẳng SI nó trở về bằng không. Thì hiện tượng thứ dùi dọc và thứ dùi ngang này nó cũng dễ hiểu. Ví dụ như cái trạng thái trên trong tự nhiên thì trạng thái năng lượng thấp nó luôn luôn bền vững hơn trạng thái năng lượng cao. Thì khi chúng ta đẩy các proton lên trạng thái năng lượng cao rồi, bây giờ chúng ta tắt. Rồi chúng ta tiếp tục. Vậy chúng ta vừa nói qua cái thời gian thứ dùi dọc và thời gian thứ dùi ngang, đúng không? Là thời gian thứ dùi dọc chúng ta còn gọi là thời gian thoái hồi phục, và thời gian thứ dùi ngang chúng ta còn gọi là thời gian thoái triển. Thì thời gian thứ dùi dọc nó sẽ phụ thuộc vào những cái gì? Nó sẽ phụ thuộc thứ nhất là về cấu tạo của vật chất. Thứ hai là phụ thuộc vào cấu trúc của mô ở cái vùng đấy. Và thứ ba là phụ thuộc vào cái mối liên hệ với các hạt nhân xung quanh. Hay các bạn đọc sách tiếng Anh hay ta gọi là các cái tương tác spin lattice, tương tác của hạt nhân đó với các hạt nhân xung quanh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian thứ dùi dọc thuộc về cái hạt nhân đó. Thời gian thứ dùi ngang nó sẽ phụ thuộc vào cái tương tác giữa hạt nhân với cả cái hạt nhân xung quanh, và nó sẽ phụ thuộc vào cái sự không đồng nhất của tư trường. Cái sự không đồng nhất của tư trường này nó rất là quan trọng, vì tư trường mà không đồng nhất thì nó sẽ gây sụt giảm tín hiệu. Thì chúng ta sẽ ứng dụng cái này trong nhiều trường hợp, ví dụ trong xuất huyết chẳng hạn. Trong trường hợp xuất huyết thì trong máu á, nó sẽ có nhiều cái hemoglobin, mà chúng ta biết hemoglobin là nó có các cái nhân hem, nó chứa sắt, và sắt, các ion sắt nó sẽ tương tác với tư trường, và nó làm cho cái tư trường ở cái vùng xuất huyết đây nó không đồng nhất. Và khi chúng ta chụp các cái chuỗi súng mà nó nhảy về cái sự không đồng nhất của tư trường, ví như súng Gradenico hoặc là súng SY, thì những cái vùng xuất hiện như vậy tín hiệu nó sẽ sụt rất là mạnh, và chúng ta thấy nó đen thui luôn, rất là dễ phát hiện. Do đó để tìm xuất huyết thì luôn luôn chúng ta phải chụp các cái súng nhảy từ, ví dụ SY, các cái máy cộng hưởng từ mà khoảng 5 năm trở lại đấy nó có súng SY. Những cái máy trước đó thì có súng Grand Echo, và các cái máy mà có tư trường yếu là có súng Field Echo, là súng nhảy từ. Thì như vậy từ đầu buổi đến giờ chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà tóm tắt lại chúng ta có thể tóm tắt trong vòng một slide này thôi. Cái thứ nhất đấy là cái tư trường chúng ta nó tạo nên tín hiệu bởi hạt nhân hydro. Nói chung ta biết rồi, hạt nhân hydro thì có một cái proton đó. Cái proton này á, nó mang điện tích dương, nó sắp xếp ngẫu nhiên ở trong môi trường tự nhiên. Bây giờ khi chúng ta đưa bệnh nhân vào trong phòng cộng tư để chụp, nghĩa là chúng ta đưa bệnh nhân vào trong cái tư trường mạnh B0, thì nó sẽ xảy ra hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là các proton nó sắp xếp theo hai trạng thái năng lượng cao hoặc thấp,
và hai tăng trưởng năng lượng này nó sẽ có cái hướng là song song với cái trục của tư tưởng. Nhưng mà anh nào có năng lượng cao thì nó hướng ngược chiều về tư tưởng, anh nào có năng lượng thấp thì nó hướng thuận chiều về tư tưởng. Đó hiện tượng thứ nhất. Hiện tượng thứ hai là các proton này nó dao động quanh cái trục của tư tưởng theo cái công thức Lamoa. Công thức Lamoa là gì? Hôm nay chúng ta nói đây, nghĩa là tần số đảo của proton nó sẽ tỷ lệ thuận với cái độ lớn của tư tưởng. Như vậy tư tưởng càng lớn thì nó đảo càng nhanh. Bây giờ chúng ta phát sóng radio để chụp và các chuỗi xung. Thì khi chúng ta phát cái sóng radio ấy thì có chuyện gì xảy ra? Thì một số proton nó sẽ nhận năng lượng thông qua hiện tượng cộng hưởng và nó chuyển lên cái trạng thái năng lượng cao. Và cái hiện tượng thứ hai là các proton nó bắt đầu dao động cùng pha với nhau. Chúng ta phát sóng xong rồi thì chúng ta tắt sóng. Chúng ta tắt sóng thì xảy ra chuyện hiện tượng gì? À, năng lượng ra môi trường bên ngoài để nó trở về cái trạng thái năng lượng thấp. Thì chúng ta biết cái trạng thái năng lượng thấp là trạng thái bền vững. Khi mà hết cái hiện tượng kích thích rồi thì nó sẽ trở về trạng thái năng lượng thấp thôi. Và khi nó trở về trạng thái năng lượng thấp vậy, chúng ta gọi là sự hồi phục trên trục dọc, hay là cái hiện tượng hồi phục dọc hay là thư dụ dọc đấy. Và song song với đó là có cái hiện tượng lệch pha của các proton do cái sự không đồng nhất của tư tưởng. Và cái hiện tượng mà lệch pha hay là không nó suy giảm trên cái mặt phẳng SI đấy, chúng ta gọi là hiện tượng thư dụ ngang, hay là hồi phục ngang, hay là hiện tượng thoái triển ngang. Rất là nhiều từ. Hiện tượng này giờ chúng ta sẽ nói rất nhiều, nhưng mà chúng ta tóm tắt cả trong bốn cái như vậy. Bây giờ chúng ta vào cả cái chất cụ thể. Trong cơ thể nó có rất là nhiều chất. Chúng ta có nước, chúng ta có mỡ, chúng ta có máu, chúng ta có gan, lách, thận, tùy, vân vân. Thì mỗi chất như vậy nó sẽ có thời gian T1 và thời gian T2 khác nhau. Một cách tóm tắt thì nước nó sẽ có thời gian T1 dài và T2 dài. Người ta hay gọi là long drink ấy, là nước nó dài. Vì sao nước dài? Thứ nhất, các phân tử nước nó di chuyển nhanh do cái hiện tượng nhiệt đồng học, nên hiện tượng truyền năng lượng giữa các phân tử nước là rất khó. Và chúng ta biết rằng proton mà từ trạng thái năng lượng cao cũng trở về trạng thái năng lượng thấp thì nó phải truyền năng lượng ra môi trường bên ngoài. Nhưng mà nó khó truyền năng lượng thì nó sẽ trở về trạng thái năng lượng thấp chậm hơn, do đó nó có thời gian T1 hay là thời gian hồi phục dập dài. Cái thứ hai là môi trường của nước nó rất là đông nhất, nên các proton nó sẽ lệch pha chậm hơn trong các cái môi trường đặc. Do đó cái thời gian T2 của nước cũng dài. Như vậy nước là T1 dài và T2 dài, gọi là long drink. Còn mờ thì thế nào? Mờ có thời gian T1 ngắn và thời gian T2 ngắn. Vì sao như thế? Là vì cấu trúc của mờ nó rất là phức tạp. Các bạn nhìn cái độ phân tử của mờ này có rất nhiều liên kết hóa học. Hạt nhân hydro
nó liên kết với các hạt nhân carbon, rồi hạt nhân carbon nó liên kết với các oxy vân vân. Nó có các mối liên hệ rất chặt chẽ nên hạt nhân hydro nó rất dễ truyền năng lượng cho các phân tử xung quanh. Ví dụ như hydro truyền năng lượng cho carbon, hydro truyền năng lượng cho oxy vân vân. Truyền năng lượng dễ dàng thì nó sẽ trở về trạng thái năng lượng thấp dễ dàng, cho nên nó có T1 ngắn. Cái thứ hai, mở là cả cái đài phân tử lớn. Mở là cả cái đài phân tử lớn và có rất là nhiều cái liên kết hóa học và các cái ion tự do. Chính cái sự phức tạp trong cái cấu trúc hóa học như thế nó làm cho từ trường ở các cái phân tử mở nó không đồng nhất. Nó không đồng nhất thì các proton nó sẽ dễ lật phá với nhau. Nó dễ lật phá với nhau thì nó thì thời gian T2 sẽ ngắn, nghĩa là nó sẽ mất năng lượng rất là nhanh. Như vậy mở sẽ có thời gian T1 ngắn và T2 ngắn. Người ta gọi là fast food, mở cái nào nhanh. Như vậy chúng ta nhớ cho long drink và fast food, nước thì nhanh, ăn nước thì dài, mà mở thì nhanh. Thì đây là cái bảng các cái thông số T1, T2 của các chất ở trong cơ thể. Thì thời gian T1 của nước là khoảng 4.000 mili/giây. Thời gian T2 của nước là khoảng 2.000 mili/giây. Chất xám thì có thời gian T1 khoảng 810 mili/giây. T2 khoảng 100 mili/giây. Chất trắng thì có T1 và T2 thấp hơn chất xám một chút. Do đó trên cộng hưởng từ chúng ta có thể phân biệt được đâu là chất xám, đâu là chất trắng nhờ vào cái thời gian T1 và T2 của hai chất này nó khác nhau. Gan vì nó có chứa nhiều mỡ nên thời gian T1 và T2 của nó cũng ngắn. Mỡ thì chúng ta biết rồi, có thời gian T1 ngắn và T2 ngắn. Vậy các bạn nhớ cho, nước thì dài dài, mỡ ngắn ngắn. Yeah. Long chain và fast food. Vậy thì từ nãy đến giờ các bạn cũng nghe nhiều thời gian T1, thời gian T2, thứ duỗi dọc, thứ duỗi ngang. Vậy thì rốt cuộc là cái tín hiệu cộng hưởng từ nó đến từ đâu? Nó đến từ hạt nhân proton, chúng ta nói rồi. Nhưng mà bằng cách nào? Thì nãy giờ các bạn thấy chúng ta đưa bệnh nhân vào phòng máy, chúng ta bật sóng radio, chúng ta tắt sóng, vân 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 vân. Thì chúng ta thấy cái vector của proton nó sẽ thay đổi, đúng không? Từ trục Z nó lật qua mặt phẳng SI, rồi nó trở về trục Z. Rồi nó qua mặt phẳng SI, rồi nó trở về trục Z lại. Liên tục như thế. Thì cái vector tổng của tất cả các proton trong cơ thể nó còng lại là giống như một cái nắm châm vậy, và nó thay đổi liên tục như thế thì nó sẽ tạo ra một cái dòng điện ở trong các cuồng dây hay trong các cái coi chúng ta chụp ở bệnh nhân ấy. Thì khi chúng ta chụp thì chúng ta gắn các cái cuồng dây hay các cái coi chụp nào thì có cái coi sò, chụp bụng chúng ta có cái coi body, chụp khớp chúng ta có cái coi chuyên dụng của khớp. Và các proton này, vector này nó thay đổi, nó tạo ra dòng điện theo cái nguyên lý, theo cái định luật cảm ứng Faraday. Cái định luật cảm ứng Faraday này là do ông Faraday phát hiện ra năm 1831. Ông nghiên cứu, ông thấy khi ông cho cái nắm châm xoay bên cạnh một cái cuộn giấy á, nghĩa là ông làm thay đổi cái tư thông qua cái cuộn giấy đấy, thì nó sẽ sinh ra trong cuồng giấy đó một dòng điện. Và cái nam châm đây nó tương tự như cái
các cái proton ở trong cơ thể chúng ta vậy. Chúng ta phát sóng, chúng ta tắt sóng, chúng ta phát sóng, chúng ta tắt sóng, thay đổi liên tục cái vector thì nó sẽ tạo ra cái dòng điện ở trong các cái cuộn dây trục. Dòng điện đấy nó có tần số, nó có pha rất là đặc trưng cho từng vùng, từng vị trí, từng voxel trong cơ thể, và máy nó sẽ nhận định vị trí tín hiệu đến từ đâu trong cơ thể người, ví dụ đến voxel này, voxel khác, và nó phân tích ra chỗ nào tín hiệu cao hay dòng điện tạo ra mạnh thì tín hiệu nó cao màu trắng, chỗ nào dòng điện nó thấp tín hiệu nó màu đen, một cách nôm na như thế. Chúng ta cứ chụp phát sóng rồi tắt sóng rồi phát sóng rồi tắt sóng liên tục như thế, chúng ta tạo ra các cái dòng điện trong các cuộn dây, và kết quả là chúng ta có tín hiệu. Thì đây là sơ đồ của một cái chuỗi xung cộng hưởng từ. Chuỗi xung cộng từ cơ bản nhất là chuỗi xung spin echo. Thì trong một chuỗi xung spin echo thì chúng ta có các cái đại lượng đặc trưng, đó là TR và TE. Thì TR là cái thời giữa các lần chúng ta phát sóng radio. Thì mỗi lần chúng ta phát, rồi chúng ta nghỉ thời gian, rồi chúng ta phát lại, chúng ta nghỉ thời gian, chúng ta phát lại. Thì thời gian lặp lại giữa các lần phát sóng radio đấy thì nó thời gian TR. Còn thời gian TE là thời gian trừ khi chúng ta phát sóng để khi chúng ta thu nhận tín hiệu. Thì TE nó ngắn hơn TR. Chúng ta phát sóng xong rồi chúng ta thu tín hiệu, rồi chúng ta chờ một thời gian, rồi chúng ta phát lại sóng, rồi chúng ta thu tín hiệu như thế. Thì TR và TE là hai cái thông số cơ bản nhất của một cái chuỗi xung. Thì để phân biệt được các cái chất khác nhau thì chúng ta phải chọn cái thời điểm ghi hình. Thời điểm TE nó rất quan trọng. Chúng ta chọn cái thời điểm mà những cái chất nào nó có thời gian thứ chuỗi ngắn, nghĩa là nó trở về trạng thái năng lượng ban đầu cao nhanh, thì lúc đấy tín hiệu nó đã trở về cao rồi. Còn một số chất khác thì có thời gian thứ chuỗi dài thì tín hiệu nó sẽ trở về chậm hơn. Ví dụ trên cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy cái chất A nó có thời gian thứ chuỗi dọc ngắn hơn chất B, do đó chất A nó sẽ trở về trạng thái năng lượng ban đầu nhanh hơn chất B. Thì khi chúng ta ghi hình, chúng ta chọn thời điểm ghi hình vào cái khoảng ở giữa này, lúc này chúng ta thấy chất A nó sẽ có tín hiệu cao hơn chất B. Thì chúng ta chọn cái thời điểm ghi hình quá muộn vào cuối cái đường này, thì lúc đấy cả chất A và chất B đều đã hồi phục, thì lúc đấy chúng ta không phân biệt được đâu là chất A và đâu là chất B. Tương tự như thế trên cái chuỗi xung mà T2 với tích ấy, là chúng ta cộng vào cái sự khác nhau trên cái thời gian T2 của các chất ấy. Thì chất nào có thời gian T2 ngắn thì nó sẽ suy giảm tín hiệu rất là nhanh, chất nào có thời gian T2 dài thì nó sẽ suy giảm tín hiệu chậm hơn. Thì chúng ta cùng chọn cái thời điểm chúng ta ghi hình ở giữa này, lúc đấy chúng ta sẽ phân biệt được chất A và chất B. Thì chất B có thời gian T2 ngắn nên tín hiệu nó sụt nhanh, nó sẽ màu đen. Chất A có thời gian T2 dài thì tín hiệu nó sẽ còn cao và màu trắng. Ví dụ như nước, nước có thời gian T2 dài thì nó sẽ suy giảm rất là chậm. Và kết quả là trên chuỗi xung T2 thì nước tín hiệu cao. Còn các cái chất khác, ví dụ như mô đặc chẳng hạn có thời gian T2 ngắn thì nó sẽ suy giảm tín hiệu rất là nhanh. Và trên chuỗi xung T2 nó sẽ có màu xám hoặc là màu đen, nó tùy thuộc vào cái thời gian T2 của chất. Thì để có một cái chuỗi xung T1 weighted thì chúng ta sẽ chọn một cái chuỗi xung mà có TR ngắn và TA ngắn. Như vậy theo bạn anh em nhớ cho, thì TR ngắn và TA ngắn.
Còn chuỗi xung thứ hai thì có TR dài và TE dài. Thì rất là dễ nhớ nhé. T1 là ngắn ngắn và T2 là dài dài. Cho một chuỗi xung có TE và TE ngắn thì chúng ta sẽ có chuỗi xung T1. Còn chuỗi xung có TR dài và TE dài thì chúng ta sẽ có cái chuỗi xung T2. Như vậy một cách tóm lại, chúng ta sẽ có ba cái chuỗi xung cơ bản. Chúng sẽ tạo ra TR ngắn và TE ngắn. TR ngắn và TE ngắn sẽ tạo ra chuỗi xung T1. Còn TR dài và TE dài nó sẽ tạo ra chuỗi xung T2. Còn khi chúng ta chọn cái túng giá như hai cái này, chúng ta chọn TR dài và TE ngắn thì chúng ta sẽ có chuỗi xung proton density, là chuỗi xung mật độ proton. Tại sao gọi là proton density? Vì khi chúng ta chọn TR dài và TE ngắn thì lúc đấy nó sẽ không phụ thuộc vào sự khác nhau giữa thời gian T1 cũng như là sự khác nhau giữa thời gian T2, mà nó sẽ chỉ phụ thuộc vào cái mật độ của các proton. Chỗ nào có proton lớn thì mật độ nó cao, và nhiều proton thì mật độ nó thì tín hiệu nó cao. Chỗ nào có ít proton thì quay lại cái hồi này thì chúng ta thấy chúng ta có nhiều cái chuỗi xung khác nhau. Chúng ta có xung T1 weighted, chúng ta có xung T2 weighted, chúng ta có xung proton density. Thì để có xung T1 weighted chúng ta sẽ chọn TR ngắn và TE ngắn. Để có xung T2 weighted chúng ta sẽ có TR dài và TE dài. Còn khi chúng ta chọn trúng giá giữa hai xung này, chúng ta sẽ có cái xung TR dài và TE ngắn. Lúc đấy chúng ta sẽ cho ra cái xung proton density. Thì xung proton density này nó sẽ không phụ thuộc vào thời gian T1 cũng như là thời gian T2 của vật chất, mà nó chỉ phụ thuộc vào cái mật độ proton của vật chất thôi. Chỗ nào nó có mật độ proton cao thì tín hiệu nó sẽ cao. Chỗ nào nó có mật độ proton thấp thì tín hiệu nó sẽ thấp. Thì đây là hình T1 và T2 của sau nào. Thì trên chuỗi xung T2 cái hình bên phải bên này chúng ta thấy tín hiệu nó của nước nó cao, tín hiệu của chất trắng và chất xám nó thấp, tín hiệu của mờ phía ngoài thì nó cao, tương đối cao. Trên chuỗi xung T1 thì chúng ta thấy nước nó thấp, mờ thì rất là cao, màu xám, chất trắng và chất xám thì có tín hiệu trung bình. Với những cái tổn thương, ví dụ như một cái u nào chẳng hạn, thì nó sẽ chứa nhiều nước và tín hiệu nó sẽ cao trên cái súng T2. Ví dụ cái hình bên này là hình súng T2, thì vì cái u này nó có chứa nhiều nước, nước nó, mật độ của nước nó, tín hiệu của khối u xung quanh trên chuỗi súng T2. Và ngược lại, trên chuỗi xung T1 nó sẽ tín hiệu nó sẽ thấp hơn tín hiệu của nhu mô não xung quanh, là vì nó chứa nhiều nước. Mà chúng ta biết nước thì tín hiệu nó thấp trên T1 và cao trên T2. Đây là sơ đồ tín hiệu của các cái chất ở trong cơ thể. Ở trên là trên xung T1, ở dưới này là trên xung T2. Thì chúng ta thấy không khí hoặc là cả cái chất khoáng nó sẽ có tín hiệu thấp trên T1. Các mạch máu mà có dòng chảy nhanh thì
thì chúng ta cũng thấy tín hiệu nó thấp trên T1. Hiện tượng này gọi hiện tượng flow void, là nó mất tín hiệu. Các cái tổ chức mà có chứa nhiều protein thì tín hiệu nó sẽ tương đối cao ở trên T1, nhưng mà sẽ không cao bằng bằng mỡ. Trên T1 mỡ hoặc là các cấu trúc chứa nhiều mỡ sẽ tín hiệu rất cao. Tương tự như vậy, các sản phẩm xuất huyết ở giai đoạn bán cấp nó chứa mét hemoglobin thì tín hiệu nó cũng sẽ cao trên T1. Hoặc là sau khi tiêm thuốc gado thì những cái tổ chức nào nó ngậm gado thì tín hiệu nó cũng sẽ cao trên T1. Như vậy trên chuỗi sống T1, các bạn thấy số lượng các chất mà tăng tín hiệu là rất ít, hoặc là mỡ, hoặc là xuất huyết, hoặc là nó ngậm thuốc. Đấy. Còn trên T2 thì ngược lại, chất nào, tổ chức nào hay là cấu trúc nào nó chứa nhiều nước nó cũng sẽ cao trên T2. Ví dụ các cái cấu trúc, các cái tạng mà nó chứa nhiều nước như là thận này, tinh hoàn này, các cái tổ thương phù nề vân vân, nó sẽ tăng tín hiệu. Các cái nang chứa dịch, bàng quang hoặc túi mật, dịch nào tùy trong nào nó sẽ tăng tín hiệu trên T2. Các sản phẩm xuất huyết ở giai đoạn bán cấp muộn nó cũng sẽ tăng tín hiệu trên T2. Không khí và các chất khoáng thì luôn luôn nó giảm tín hiệu cả trên 1, trên 2. Các chất khác thì tín hiệu trung bình như là trên T1 vậy. Hồi nãy tôi còn nói bên cạnh thì nam châm là bộ phận quan trọng nhất của máy cộng tử, thì bộ phận quan trọng thứ nhì là hệ thống chấn tử. Thì muốn chụp được các cái súng tiến tiến, các cái súng hiện đại sau này, thì nó đòi hỏi phải có một cái cuồng chấn tử mạnh để chúng ta tạo ra các cái độ chấn tử cao và nhanh, bật tắt nhanh để chúng ta có thể thực hiện được các cái súng. Thì cái độ dây là cắt này thì các bạn đọc trong sách điện rồi, chúng ta có hai cái cách để thay đổi độ dây là cắt, hoặc là tăng cái độ chấn từ, hoặc là thay đổi cái độ rộng của cái bandwidth của cái sóng radio. Thay đổi độ rộng bandwidth mà giữ nguyên độ chấn từ, chúng ta có thể thay đổi được là cắt, hoặc giữ nguyên độ rộng của sóng RF và thay đổi độ chấn từ thì chúng ta cũng thay đổi được cái là cắt. Thì cái này các bạn nhìn là trong sách. Một cái điều cuối cùng mà một số bạn cũng thắc mắc không rõ ấy là trong cơ thể chúng ta có rất nhiều proton, nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau, nó đồng thời phát tín hiệu. Vậy thì làm sao máy nó nhận biết được tín hiệu nó đến từ đâu, nó nằm ở cái vị trí nào để mà máy nó tái tạo ra? Thì để giải quyết vấn đề đấy thì máy nó có cái hệ thống nhận diện 3 chiều để nó biết được một cái tín hiệu đến từ cái vị trí nào trong không gian 3 chiều. Thì chúng ta có cái thứ nhất là chúng ta định vị lạc cắt. Như cái hồi định vị lạc cắt đây, giống như density vậy đúng không? Chúng ta cắt qua từng lạc vị trí nào thì chúng ta biết ngay nó ở vị trí đấy. Trên cộng từ thế, chúng ta bật cuồng chấn từ lên, rồi chúng ta phát cái sóng radio có cùng tần số về cái vị trí mà chúng ta muốn ghi hình, thì lúc đấy chúng ta sẽ chọn được lạc cắt. Cái thứ hai là chúng ta mã hóa theo tần số và mã hóa theo pha. Mã hóa theo tần số là như thế nào? Chúng ta sẽ bật một cuồng chấn từ lên để làm thay đổi tần số của các cái proton ở trong cơ thể. Ví dụ như ở đây này chúng ta có 9 cái proton nó đang đào với cùng. Bây giờ chúng ta bật một cái cuồng chấn từ lên thì nó cuồng chấn từ nó sẽ làm thay đổi cái từ trường trong máy. Và ở cái phía bên này từ trường nó cao thì các proton nó sẽ đào tần số cao. Phía bên này cái từ trường thấp thì các proton nó sẽ đào tần số thấp. Như vậy thì cần bật một cuồng chấn từ lên là chúng ta sẽ thay đổi tần số của các proton theo từng hàng như thế này, theo từng cột như thế này.
bên này sẽ đào về tần số cao, bên này đào tần số trung bình, bên này đào tần số thấp. Như vậy cái này người ta gọi là mã hóa tần số. Như vậy khi máy nó nhận biết một cái tín hiệu trở về có cái tần số nào là nó biết à nó nằm ở trong cái hàng nào, cái cột nào. Tương tự như thế là chúng ta mã hóa pha. Mã hóa pha thì nó cũng tương tự như mã hóa tần số, chỉ khác một cái là chúng ta bật một cuộn chân từ theo cái hướng vuông góc còn lại, bật lên một thời gian, sau đó chúng ta tắt cuộn chân từ. Trong thời gian nó bật lên một cái, nó sẽ làm thay đổi tần số các photon. Ví dụ cuộn chân từ chúng ta bật theo cái trục y này đi, thì những cái phía trên tần số nó có tương trương cao nên là tần số nó đào cao, những cái phía dưới có tương trương thấp tần số nó đào thấp. Bây giờ chúng ta tắt cái sóng này đi, tắt cái cuộn chân từ này đi, cho các proton này nó trở về cái trạng thái tần số ban đầu với cái từ trường ban đầu. Nhưng mà lúc đó vì chúng ta có bật một đoàn rồi, cuộn chân từ này lên rồi nên nó làm đào các cái phá của các cái proton này đi. Như vậy ba cái proton này nó sẽ đào cùng một tần số nhưng mà ở ba pha khác nhau do tác động của cuộn chân từ hồi nãy chúng ta bật. Như vậy cái này chúng ta gọi là mã hóa pha. Như vậy trong một không gian ba chiều để định vị được tín hiệu nó đến từ đâu thì chúng ta có ba bước. Bước thứ nhất là chọn là cắt, là chúng ta phát một cái sóng radio có tần số ngang cái vị trí mà chúng ta muốn cắt, đó là bước một. Bước hai, chúng ta mã hóa tần số bằng cách chúng ta bật cuộn chân từ lên. Và bước 3, chúng ta bật cái cuộn chân từ để mã hóa pha. Thì như vậy mỗi voxel trong không gian ba chiều sẽ có các đặc điểm riêng biệt khác với các voxel khác, khác với tần số, khác với pha. Và tất nhiên nó nằm đến các mặt phẳng cắt khác nhau. Như vậy mỗi lần máy nó nhận được tín hiệu trở về nên nó biết à cái tín hiệu này nó thuộc voxel này, cái tín hiệu kia nó thuộc voxel kia. Bởi vì mỗi voxel nó có cái tín hiệu với các cái đặc trưng riêng, tần số riêng, pha riêng. Đấy là cái nguyên tắc mà máy nó định vị trong cái không gian ba chiều. Thì như vậy giới thiệu xong với các anh chị cái nguyên lý tạo ảnh của cộng hưởng từ. Thì cái này chúng ta đã nói trong năm trước, bây giờ chúng ta nhắc lại thì hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ thêm được một chút. Và trong quá trình các bạn đi làm, các bạn đi thực tập, các bạn sẽ đọc lại thì nghe một lần không hiểu, nghe hai lần hiểu thêm một chút, đọc tới đọc lui nhiều lần thì các bạn sẽ bắt đầu ngậm nhân dân, các bạn hiểu ra được à thực ra thì nó cũng đơn giản. Thì nguyên lý thì chúng ta nói rất sâu nhưng khi chúng ta thực hành thì nó rất đơn giản, nó đòi hỏi chúng ta thay đổi một số thông số TR, TE, flip angle vân vân. Nhưng mà để thay đổi được những cái đấy một cách hiệu quả thì nó đòi hỏi các anh chị phải nắm rõ cái nguyên lý tạo ảnh phía trước. Thì ngang đây các anh chị có hỏi chứ không?